Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình một số loại cây ha. Cây đầu tiên là cây hoa lài nha anh chị. Đó, hoa bông bự ra nè. Chị con cái nụ nè, nụ bà bự hơn tay cái em nữa ha. Đó, bông bông quá trời bông luôn ha. Cây hoa lài, tường vi, cần thân, hoa giấy. Như một cây trang trắng nè. Đó, về anh chị ghép màu vô ha. Cây đầu tiên là mã số là 240, cây hoa lài nha anh chị. Cốt cành rất là đẹp luôn ha. Cái này sống khỏe thường chậu nha. Quanh 26. Quanh 26. Nhiều cành hay là 33. Rồi đo tuốt trên trên luôn là khoảng nhiêu? 98. 98 gần mét nha chị. Đường kính bầu 28. Cây bông rất là đẹp ha. Anh chị cái miếng lũa chỗ này nè. Miếng cái sẹo hồi xưa người ta nó chạy á. Đó, nhưng mà nó kéo sẹo hết nè anh chị coi nè, kéo nè mép nè ha. Rồi cái này em để rẻ của chú anh chị mình là 800.000 nha, bao ship luôn, cực kỳ mềm luôn chị ơi. 800.000 của hoa lài ha. Rồi tiếp theo là mã số 241, cũng là cây hoa lài nha. Rồi tiếp theo cũng là cây hoa lài luôn nha chị. Đó, cây đâm tàn khá là đẹp luôn nha cô chú anh chị. 241. Quanh 18. Quanh 18. Chiều cao 1m18. Đường kính bầu 25. Đường kính bầu 25. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình 600.000 nha, bao ship luôn, cây hoa lài ha. Rồi tiếp theo cũng là cây hoa lài luôn nè, đâm chồi luôn. Bông bự nha chị. Nó là hoa lài kép ha, bông bự nha. Đây nó có cái lỗ chỗ này nha anh chị. Quanh 18. Quanh 18. Chiều cao 60. Chiều cao 60. Đường kính bầu 26. Rồi cái này để rẻ anh chị 300.000 thôi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo đây cây trăng trắng nha anh chị. Cây này sống khỏe thường chậu nha. Đó anh chị coi ha. Cốt cành nữa anh chị về mình chơi ghép. Ghép ra Mỹ hồng, Mỹ tím gì vô ha. Mỹ vàng rồi vô anh chị. Đó hai thằng nó dính liền với này nha anh chị. Mã số là 243. Tổng hoành là 42. Tổng hoành 42. Chiều cao khoảng 1m6, 1m7 nha anh chị. Rồi đo một thân đây. Quanh thân 24. Đường kính bầu 36. Đường kính bầu 36. Mã số là 243. Rồi cái này giao luôn anh chị 1.200.000 thôi anh chị ơi. Hữu nghị luôn nha. Cây trăng trắng nha, bự lắm nha anh chị. Có 1.200.000 mà bao ship luôn ha. Rồi tiếp theo cây tường vi nha. Đó. Cốt cành này về cắt bonsai đẹp nè anh chị. Hoặc là để tàn gì chơi chơi bông ha. 244. Quả cứ luôn. Tổng hoành 26. Tổng hoành 26. Chiều cao 82. Chiều cao 82. Đường kính bầu 26. Đường kính bầu 26, mã số là 244. Rồi cái này để rẻ anh chị 850.000 thôi, bao ship luôn. Cái tường vi nha. Củ bự lắm nha anh chị. Rồi tiếp theo là cây kim quýt nè, đâm chồi nhú chồi hết nha anh chị. Cây kim quýt nha, gọi là cây trăm quýt, kim quýt. Quanh 17.5. Quanh 17.5. Chiều cao 52. Chiều cao 52. Đường kính bầu 39. Đường kính bầu 39, mã số là 245. 245. Rồi cây này 500.000 chị ơi, bao ship cây kim quýt nha, nhú chồi hết trơn rồi. Rồi tiếp theo là cây thằng cần thăng, sống khỏe thường chậu nha anh chị. Đó, hết biết cây cũ, anh chị coi những cũ nè. Cũ trà bá lử luôn. Cũ này nữa nè. Ôi, cũ kìa. Đôi thử hào hào cái cũ này thôi. Em đôi hào hào cái cũ này nha anh chị. 40. Hào hào cũ này là 40 nè. Rồi cái thăng trên đi. Nè, cũ đế. Thăng 16. Cũ này thôi 40 nè anh chị. Ghê thiệt chứ. Chiều cao 1m. Rồi tiếp theo mã số là 246 nha anh chị. Cây cần thăng ha. Đó, cây này đẹp lắm nha anh chị. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.900.000 ha, bao ship tặng nhà luôn, sống khỏe thường chậu ha. 1.900.000. Rồi tiếp theo là cây hoa giấy sắc pháo nha anh chị. Cây cái chân nữa anh chị, trồng cái chân lên lỗ cái củ quá ha. Nè, nhú chồi tùm lum hết trơn ha.
Cây này ngày xưa người ta chặt tùm lum cho anh chị nè, chặt nè, nó chặt nè, nhưng mà sống trong cái chậu á. Rồi đo đại nguyên cụm thứ ơi. Này em đo hảo hảo anh chị. Tổng hoành là 82. Tổng hoành là 82. Chiều cao 72. Chiều cao 72. Đó. 247 quay vòng vòng. Đó. Này nó dở cái này nó bị chặt nè anh chị. Nè, quay qua đây. Đó, chặt đây nè. Ừ. 247 nhưng mà đâm chồi sống khỏe hết chị ơi. Rồi cái này em để rẻ anh chị 600.000 thôi, bao ship luôn. Giấy sắt pháo nha anh chị. Rồi tiếp theo, đây cũng là cây hoa giấy sắt pháo luôn nha anh chị. Đó. Oh. 248. Cũ cho bá luôn. Hoành 29. Hoành 29, nó chỉ có bị một lần này. Sành hết nha anh chị. Chiều cao cái này tầm cỡ 1m89 anh chị ơi. Cũ rất là bự. Mã số là 248 ha. Nè. Đó, chị về gác cổng đẹp ha. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.1 triệu anh chị ơi, bao ship luôn, 1.1 triệu, 248. Giấy sắt pháo ha. Rồi tiếp theo, đây cũng là cây giấy sắt pháo anh chị. Đó. Cây này cũng cá bự. Bự. Nè, đậm chồi nhú chồi hết. Cây này thì bị cái mép lũa. Lũa sành hết nha anh chị. Nè. Đó, chị coi nó sành hết trơn luôn nghe, nó kéo mép hết rồi, tại lâu lắm rồi. Hoành 47. Chiều cao cũng cỡ 1m8, 1m9 anh chị. Cũng cỡ 1m9 á. Cao ạ. À. Mã số là 249 nha anh chị. Này về mình trồng cổng nhà được nha anh chị. Rồi cái này giao lưu để rẻ anh chị 1.2 triệu thôi, bao ship tặng nhà luôn, cực kỳ mềm cho cô chú anh chị mình chơi luôn. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô hồng ngọc mai của chú anh chị. Đó, bông rất là đẹp luôn ha. Em bán đồng giá là một cặp 300.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn ha. Đế rất là đẹp ha. Này có hoa có trái ha, anh chị muốn đậu trái nhiều anh chị, nếu đang có bông nè, anh chị để trong mát ha, đừng để cho mưa chứ đừng tưới nước lên trên bông của nó là nó ra nó đậu trái rất là nhiều ha. Mã số B1. Mã số B1. Hoành 8. Chiều cao 26. Chiều cao 26. Rồi mã số B1 300.000 anh chị. Đồng giá. Rồi tiếp theo mã số B2. Em bán một cặp nha chị, hoa rất là đẹp luôn ha. Cây nào đế cũng khá khá không nha anh chị. Em chọn cây đế khá không à. Hoành 8,5. Hoành 8,5. Chiều cao 22. Rồi mã số B2. B3. Rồi mã số B3. Hoa quá trời hoa luôn. Kệ đi. Hoành 9. Chiều cao 25. Rồi mã số B3. Đồng giá 300.000 một cặp, em bao ship nha cô chú anh chị. Mã số B4. Mã số B4. B4. Rồi cũng 300.000 một cặp. Mã số B5. Chị coi nè. Nè em chưa có bư đế ra đó. Chị coi đế nè ha. Đó. Dữ lắm đế luôn nè. Cái này tại vì mấy cây này hồi xưa người ta sắp đế á. Này sắp nó không đều hung á. Nè. Hoành 8. Đế dữ dằn luôn. Chiều cao 22. Rồi B5. Đồng giá 300.000 một cặp, em bao ship nha anh chị. B6. Đó. Chị coi đế nè. Cụ đế nè, đều gan luôn, cây này đế đều gan luôn nha anh chị. Tại hổm em quên bư ra cho anh chị xem coi nè, quá trời đẹp luôn. Hoành 7,5. Chiều cao 22. Rồi B6. Đồng giá 300.000 một cặp. B7 nè, đế đều gan hết trơn anh chị. Hoành 9. Chiều cao 26. Chiều cao 26. B7. B8 nè, để anh chị coi nè. Hoành 9. Chiều cao 22. Rồi B8. 300.000 một cặp, em bao ship cho cô chú anh chị em luôn ha. Cây này. Anh chị coi đế quá trời đế luôn nghe cô chú anh chị. Đó. Đế đều gan không à. Hoành 8. Chiều cao 25. Hai bên đế. Cây cốt đế, cây sắp đế không anh chị? Mã số B9. Đông. B13. Nè. Quá đế luôn. Nè, anh chị coi nè, đế nè ha, em không có dốc nha anh chị. Đó, đều gan bên đây nữa nè, nè, đây nè.
Quỳnh 8. Hoa rất là đẹp luôn. Chiều cao 25. Tại vì cây này cây lô sắp đế mà. Mã số là B13. Rồi cũng 300 ngàn em bao ship tặng nhà cho mình. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150 ngàn một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó, cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150 ngàn một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp. Một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120 ngàn. 120 ngàn em bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120 ngàn một cây. Đó, cưa tớp nha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120 ngàn một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, theo bán nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80 ngàn em bao ship. Cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. Rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80 ngàn nha cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán cái lưỡi 80 ngàn bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm hàng này là hàng của Nhật nha cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô anh chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm mà tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được, rất là ok ha. Rồi là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. Cây này thì giá là 150 ngàn một cây, em bao ship cho mình. Rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú về, lâu lâu mới về được nè ha cô chú anh chị. Hàng này là hàng của Nhật nha. Là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. Keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. Này rất là dày nha cô chú anh chị. Nè, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây cho rất là nhiều cây của mình á. Khỏi cần lấy giấy nhôm ha. Này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha cô chú anh chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70 ngàn, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70 ngàn một cuộn. Cuộn thế này 70 ngàn nha. Mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị. Ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bén luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh Gia Băng ha. Bao bán luôn. Anh chị về mà không bán thì trả lại hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150 ngàn. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè. Đó, hàng của Nhật. Đảm bảo chất lượng ha. 150 ngàn. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2, 4, 6, 8 cây dưới một cái dùi ha. 8 cây dưới một cây dùi. Đây cô chú anh chị xem này ha. Sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Cái này em bán đồng giá là 350 ngàn, 390 ngàn một bộ.
em bao ship tặng nhà cho mình, giá là 390.000. Đó, là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây vui này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó, màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây, em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng loại này em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô chú anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là chắc bán, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha quý anh chị, 180.000 một cây em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mất nhìn giờ bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Đó, em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000 em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô anh chị. Bao sắc bén luôn, của chú anh chị về em cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nghe quý anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cạp xéo, cạp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng, đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp. Đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha. Cặp xéo, cặp tròn. Đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra. Đẹp, bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan, Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước nè nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít thì mình muỗng cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muỗng cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nè quý anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M gia tôi nít nhiều nghe quý anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nghe anh chị. Mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. À, lá già thì được mà lá non này bị vàng lá nghe quý anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bộ rễ cho cây phát triển tốt nha cô chú anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú anh chị nào cần thì cứ...